Chào mừng quý bà con đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà máy xay sát gạo hai chức năng. Thì máy vừa có chức năng sát gạo, xay gạo, vừa có chức năng nghiền bột. Thì đây là tổng thể của máy. Máy có màu xanh rất là đẹp như thế này, màu xanh nhà nón chuối, xanh lá cây. Đấy, còn phần khung thì màu đen. Sau đây tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết từng máy cho quý bạn cùng xem. Thì đầu tiên đây là cái chức năng nghiền bột của máy này. Thì nghiền bột của máy thì nó cũng có một cái đầu nghiền như thế này. Đấy, đầu nghiền này, đấy là cái phễu vào này. Nó có hai phễu vào như thế này. Thì với cái cối này, cái cối phễu vào trên này thì để chúng ta có thể đổ những cái hạt nhỏ như là ngô hoặc đậu hoặc lạc này, lúa thì chúng ta bỏ trên này. Đấy, còn ở phía dưới này thì chúng ta có thể là bỏ ngô, bỏ sắn này, bỏ khoai phơi khô, chúng ta sẽ bỏ dưới này. Thì hai cái này có tác dụng là chúng ta muốn trộn nguyên liệu lại với nhau ấy. Thì chúng ta ví dụ như trộn ngô với sắn chẳng hạn. Thì ngô với mì thì chúng ta bỏ ngô ở trên này, đấy, bỏ sắn, bỏ mì dưới này. Đấy, thì vừa xay trên đấy chúng ta vừa đẩy thêm cái phần sắn dưới này thì cái bột ra thì nó sẽ trộn lẫn đều với nguyên liệu. Đây, đây ở đây nó có một cái thanh điều chỉnh này để chỉnh lớn nhiều của cái nguyên liệu vào. Đấy. Đây máy thì mở ra chúng ta dễ dàng mở cái này. Đây. Đây là bên trong của máy thì máy sử dụng nghiền bột bằng các búa đập như thế này. Đấy, sử dụng các búa đập, ở đây có một cái con dao ở đây. Đấy, con dao ở đây, các búa đập ở đây. Đấy. Và đây là cái sàng của máy. Sàng của máy nó nằm ở đây. Chúng ta có thể tháo ra như thế này. Đấy, đây là cái sàng của máy. Và tháo bằng lắp vào. Rất là dễ sử dụng. Đấy, tháo bằng lắp vào. Cái này thì làm hoàn toàn là bằng gang. Đấy, ở đây xung quanh thì nó có các tấm cao su như thế này, có tấm xốp như thế này để đảm bảo cho cái bột nó chúng ta trong quá trình xay nghiền thì bột nó không bị bay ra ngoài. Đấy, chúng ta vặn chặt cái phần bột ra ấy, cái phần bột ra thì nó sẽ ra ở dưới này. Kèm theo máy là có một cái túi vải, thì chúng ta buộc cái túi vải vào đây thì chúng ta sẽ lấy bột ra đằng này. Đấy, chúng ta sẽ hứng bột ra đây. Đấy, đấy là cái đầu nghiền. Đầu nghiền nó có thêm một cái ở đây thì chúng ta để điều chỉnh lượng lúa, lượng nguyên liệu vào xuống nhiều hay ít thì chúng ta điều chỉnh ở đây. Đấy. Ở đây có một cái núm màu vàng này là chúng ta để lâu ngày thì chúng ta sẽ bơm mỡ bò vào đây cho cái trục của nó được bền hơn. Đấy. Máy thì hoàn toàn nhìn rất là dày dặn, rất là chắc chắn. Đấy. Còn phía tiếp theo đây là cái đầu để xay sát gạo. Đầu sát gạo thì cái cối nó cũng như thế thôi, có cái cối như thế. Đấy. Ở trong này là có cái sàng của nó. Sàng của máy này thì được làm bằng inox nhiệt luyện. Đấy là một cái loại chất liệu cao cấp nhất để sử dụng cho cái máy xay sát. Thì với cái sàng sát gạo thì nó có nhiều loại như kiểu bằng inox này, bằng thép hoặc là bằng nhôm. Đấy, hoặc là inox nhiệt luyện. Thì cái riêng máy này là sử dụng inox nhiệt luyện và rất là bền. Đấy, và đảm bảo cho cái gạo lúc mình xay sát ra thì gạo nó nguyên hạt, nó không bị vỡ hạt. Ở đây nó có một cái núm điều chỉnh là để gắn là để bào mòn lúa này, những kiểu muốn độ tăng trình độ trắng của lúa này chúng ta có thể là bóc ít hoặc là bóc nhiều. Chúng ta là đây, đấy, điều chỉnh độ trắng của lúa chúng ta bằng bằng cái núm này. Đấy, lúa thì qua đây nó cũng có một cái điều chỉnh để tăng giảm độ nhiều xuống này. Đấy, nó sát thì gạo nó sẽ ra đây. Ở đây nó có cái sàng lọc xạ ra, cái sàng bé bé này thôi. Thì cái này thì nó chức năng chỉ lọc tấm một ít thôi. Còn dưới con máy này thì lọc xạ nó chưa được ấy lắm, chưa được hiệu quả lắm. Với lại trên thị trường thì có một số dòng máy thì nó thiết kế ra một cái lọc xạ rất là dài như thế này, nhưng mà thực tế thì nó không hiệu quả được. Cái đấy chỉ đánh lừa người tiêu dùng thôi chứ nó không hiệu quả được. Đấy, thì nếu mà chúng ta có thể lọc xạ chúng ta phải mua thêm một cái máy bên ngoài nữa. Cái máy lọc xạ tầm khoảng 3 triệu nữa.
chúng ta sử dụng để lọc sạn riêng thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bên này là cái đầu ra của cám của trấu, nó ra ở đây. Thì với con máy xay sát chức năng hai chức năng đời mới này thì chúng ta sẽ không có trấu nữa, mà trấu nó sẽ nghiền vụn, nó bay ra đây luôn, nó lấy cám trộn lẫn với trấu nó ra đây luôn. Đấy, nhìn trong này là các ống dẫn này, nó là hoàn toàn bằng inox. Đấy, cái khay này cũng hoàn toàn bằng inox hết, đảm bảo cái độ bền inox chắc chắn. Ở các phần sơn này đây được là sơn tĩnh điện hết. Đấy, nhìn nước sơn này rất là bóng mịn và chất liệu rất là dày chắc chắn. Máy thì sử dụng hệ thống truyền động bằng dây cu loa như thế này. Đây, ở cái máy xay sát gạo thì nó sử dụng hai cái dây cu loa đơn ở đôi, còn nghiền bột thì nó sử dụng một dây đây. Đấy, ở đây là cái tấm bảo vệ này. Cái này là cái tấm chắn bảo vệ. Còn ở đây dưới này là cái phần động cơ của máy thì nó được giấu kín ở dưới này. Đấy, thì motor của máy đã sử dụng motor dây đồng 3 kW. Đấy, vừa rất là cũng khỏe và cũng là đảm bảo đủ được là cái công suất để hoạt động của máy. Đây, cái motor dây đồng đây chúng tôi đang sử dụng là motor của Thiên Phóng Phát. Với motor này thì bảo hành cho quý bạn 12 tháng. Đây, ở đây có dây cu loa. Hai dây này là để chạy máy sắt gạo này, còn dây này là để chạy nghiền bột. Thì cái buli này là buli đảo chiều. Thì lúc cái buli bên ngoài này quay này là để nghiền bột, còn cái buli bên trong này quay thì nó lại sẽ là xay sắt gạo. Ở đây nó sẽ có một cái công tắc đảo chiều ở đây. Thì lúc chúng ta cắm điện lên ấy, thì chúng ta chỉ cần sử dụng công tắc này thôi để có thể là điều chỉnh sử dụng nghiền bột hoặc là xay sắt gạo, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc này. Đây, sau đây tôi sẽ tiến hành bật thử cho quý bạn cùng xem này. Thì điện sử dụng của máy thì là sử dụng điện 220V, điện gia đình thôi. Đấy, thì nếu mà quý bạn ở nhà mà có thể cắm cơm hoặc là sử dụng tủ lạnh nhé, thì là đủ điện để chúng ta có thể là sử dụng cái máy này. Tôi sẽ tiến hành bật lên. Cái cần này nó gạt phía bên này thì gạt sang phía bên trái này thì nó sẽ sử dụng cho cái đầu nghiền bột này như thế này. Đây, tôi sẽ bật lại đây. Đây, nó sử dụng cái đầu nghiền bột này. Bên ngoài, nó sẽ quay khoảng cái nghiền trào sang phía bên. Đây, gió nó bột nó ra đây. Sử dụng chức năng nghiền bột. Còn khi chúng ta sử dụng xay sát gạo, chúng ta lại bật chiều ngược lại về phía bên tay phải như thế này. Rồi, chúng ta cho đi bằng nghiền xay sát gạo. Thì đấy là toàn bộ máy xay sát gạo hai chức năng. Thì ngoài bán kèm hai chức năng thì quý bạn có nhu cầu mua lẻ từng chức năng một, như kiểu là nghiền bột này hoặc là xay sát gạo, thì bên Điện Máy Cường Linh vẫn cung cấp cho quý bạn từng chi tiết. Thì quý bạn có nhu cầu mua máy xay sát gạo chức năng thế hệ mới, vui lòng liên hệ Điện Máy Cường Linh, địa chỉ ở số 1 lô TT3, khu đấu giá Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc là qua số điện thoại chúng tôi để bên góc màn hình. Quý bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý và các bạn.